Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S885. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một nhân vật rất quen thuộc, đó chính là Thùy Gấm. Hôm nay thì Thùy Gấm sẽ thử sức với một trận tâm ma tuyệt địa nha anh em ơi. Tính ra là anh em thấy là trước giờ Gấm chỉ chia sẻ cho mình những cái trận tâm ma ảo cảnh diễn ra các khung giờ, đó là 4:30 và 10:30 tối thôi. Và đây là trận tâm ma đầu tiên mà Gấm chia sẻ về cho kênh của mình, đó là một cái trận tuyệt địa. Rồi, hình như là trận này nhân vật chính chúng ta ghép team đi cá nhân và gặp phải một anh bạn minh giáo cầm tay, trong đó thì chúng ta có hoa sơn treo rồi nè bạn. Bây giờ bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên, chúng ta đã thấy một cái cường hỏa trang bị trung có tiêu dao lướt vào, lọc lên, nhảy ra, thật thảm ngược trở lại và tiêu dao đã chạy được anh em ạ. Rồi, nhanh trí lụm đồ. Wow, rất tốt bụng nha anh em đã nhường lại cái cường hỏa trang bị trung cho minh giáo. Ôi, bình thường gắm bóp tim lắm mà sau này không lấy luôn cường hóa bóp cho mình giáo chết để solo em gái ơi. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta còn 30 đội. Các team đã bắt đầu di chuyển để quét map rồi nè ạ. Tiếp tục số đội liên tục giảm và chúng ta còn 28 đội. Bây giờ các thành viên chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển về sang khu vực bên nào đây? Đó là khu vực bên trái. Wow, không, quay trở lại khu vực bên phải này mà. Chúng ta chỉ vừa quay trở lại để nhặt một cái túi sơ. Như vậy là ảo tượng à không, con boss thủ lĩnh đầu tiên xuất hiện rồi và chúng ta có một team ngà mì tiêu dao và wow, cẩn thận anh em ạ. Như vậy là với sự hỗ trợ của đồng đội chúng ta đã kết thúc được 3 thành viên tại đây. Bây giờ thì có nên mở bản đồ lên để xem boss ở đâu hay không nha. Rồi, không có cái gì luôn, rương hoàn toàn trống anh em ạ. Cho một tiêu dao khác vừa di chuyển sang mình giáo, tìm của chúng ta rất hộ báo. Vẫn tiếp tục mở rương với hy vọng là sẽ tìm kiếm được những cái cường hóa trang bị trung và vi kiếp trung. Như vậy có lẽ là sự tìm kiếm của chúng ta đã không được đền đáp rồi anh em ạ. Rồi, tiếp tục nào. Không có đồ. Rất kiên nhẫn để kiểm tra nha anh em ơi, chúng ta vẫn không nhận được gì cả. Và cuối cùng chúng ta cũng đã có được một quyển bí kíp trung rồi. Bây giờ cần lắm một môn phái để đổi, chúng ta tránh bị lật tật thám. Con boss thủ lĩnh thì nằm ở vị trí rất xa anh em ơi. Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực ban đầu của mình. Hoa sơn vẫn còn sống và như vậy là bắt đầu đổi phái để không bị lật tật thám anh em ạ. Rồi đó, tiếp tục di chuyển về khu vực combat, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải chia tay combat thủ lĩnh vòng 1 rồi. Rồi, 7 giây nữa là boss biến mất rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về đâu đây? Boss đã biến mất và combat thủ lĩnh thứ hai đã xuất hiện rồi, ngay tại vị trí rất gần chúng ta. Ở đây có một con phái huyền thủy. Boss cách chúng ta 2 ô. Đó, bây giờ về con boss này thế nào cũng có giao tranh anh em ạ. Đa số các team bây giờ đã đủ đồ và họ sẽ di chuyển về boss rất lẹ để kiếm thêm đá hồi sinh. Một con boss hệ thổ anh em ơi, cẩn thận nha. Cố gắng ăn thật nhanh. Rồi, trong khi ăn boss thì anh em hãy sử dụng những kỹ năng và chúng ta chừa lại một số kỹ năng để cứu mạng nha anh em ơi. Ví dụ như tiêu dao mình sẽ để lại cái lốc. Mình giáo chúng ta sẽ giữ lại cái chiêu hủy thiên diệt địa. Và chúng ta liệu có ăn được con boss này thành công hay không? Boss vẫn còn mười mấy phần trăm nữa thôi. Và chuẩn bị lên bài tâm số rồi, kéo không trốn, tiếp tục đâm chọt. Và có team đó là tiêu dao Nga My. Không được rồi, có cả vò đèn nữa đây mà. Một team 3, trên này có minh giáo Nga My khác nữa. Và một trường ca, như vậy là hai team sẽ chạm mặt với nhau tại khu vực có boss rồi. Trời ơi, tiếc quá, mình ăn con boss gần xong, team khác họ lại họ nhặt đồ. Nhưng mà trước khi họ nhặt đồ thì có lẽ họ cần phải giao tranh đã này mà kéo lại. Lock lên nè, rồi xong Nga My rồi. Chúng ta quay trở lại khu vực co bot. Lướt vào, có đá hồi sinh không? Không thấy đá hồi sinh, một viên đá hồi sinh kìa nè mà mình đã thấy rồi. Mình giáo đang nhặt đá, mình giáo nhặt đá, mình giáo lên né rồi. Xong mình giáo nhặt được đá rồi nè ơi. Chúng ta có thất thám. Không đủ sát thương rồi, mình giáo đã được bóp thuẫn. Tiếc qua mình giáo đã sở hữu được một viên đá hồi sinh.
Rồi cái này giống như kiểu mình làm cho người ta ăn đó anh em. Rồi kèo anh em thấy khó ha, tìm Minh Giáo Nga My. Đây, Minh Giáo và Trường Ca quay trở lại nhặt đồ kia, kéo lại lóc lên nè, rồi thật thả một cái ai sẽ là người lên bàn điểm số, hai thành viên luôn. Nhưng mà Minh Giáo có đã hồi sinh và Minh Giáo có chạy hay không? Minh Giáo đã chạy em ơi, Minh Giáo không chạy, Minh Giáo là bậc quỷ thiên rồi và Minh Giáo chúng ta đã mất 50% máu, chúng ta có chiêu kéo lại không được. Rồi, quay trở lại coi còn cái gì để nhặt không em ơi, rương quá trời rương ở đây nè. Một cái phục ma thạch tấn công cao, một cái túi cao, rồi mở rương luôn. Một tính ra đây giao tranh cũng nhiều mà mới có thấy có hai cái rương à anh em ơi. Một cái rương Trường Ca. Và như vậy là chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 2. Hiện tại anh em thấy là nhân vật chính của mình vẫn chưa có cái cường hóa trang bị trung nha, và ảo tượng đã xuất hiện vị trí khá là gần rồi. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về khu vực có ảo tượng. Cẩn thận nha anh em ơi, cẩn thận nha anh em ơi. Ảo tượng đã được mở anh em à, rất lẹ. Tại khu vực số 34. Tìm nào đó đã tranh thủ thời gian mở rất nhanh. Và chúng ta đã tới khu vực ảo tượng rồi. Đó là gì đây? Một tiêu dao lóc thất thảm không được anh em à. Đây còn một cái kim sáng dược, một cái cường hóa trang bị trung, một phái tiêu dao du hồng. Như vậy là Minh Giáo đã cắn một bình kim sáng dược rồi. Mình đang thắc mắc là không biết tiêu dao có đã hồi sinh hay không. Bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 28 và hiện tại số đội trong bảng đội mà chúng ta vẫn còn 7 đội. Chuẩn bị Cobot xuất hiện rồi anh em ơi. Đây một tiêu dao ý tiên. Đó rất có khả năng là tiêu dao đã mở cao tượng. Rồi Cobot ở vị trí rất gần anh em luôn anh em ơi. Bây giờ không biết là mình có ăn được Cobot này hay không nè anh em ạ. Lúc nãy là chúng ta đã ăn hụt một Cobot rồi. Tiếp tục đam bot. Anh em thấy là khu vực số 16 này có rất nhiều rương nha. Rồi tiếp tục đam bó thật nhanh nè anh em ơi. Đó đấm đánh đánh đấm. Ui tiêu dao đã ra để cảnh giác rồi. Tiêu dao đang giữ né anh em ạ. Mình nghĩ là nên dùng đam luôn cho lẹ anh em ơi. Chứ con bó thầy thủy thì mình giáo ăn rất lâu. Và khoảng thời gian đó thì các team khác họ sẽ di chuyển về. Rồi đúng là có team xuất hiện rồi, mình thấy một chấm đỏ bên tay trái. Cẩn thận cẩn thận. Rồi có boss kill bất né luôn nè, giữ né rồi giữ cho đã đời xong, xong phim rồi, thất thảm. Lọc lên anh em, không được rồi, chúng ta buộc lòng phải chạy. Một pha xử lý đi vào lòng đất của nhân vật chính chúng ta rất đen, đã bị câu né bởi con boss. Và chúng ta đã bị dương môn cấu máu nữa anh em ạ. Rồi khả năng team kia họ sẽ lại tiếp tục ăn boss cho anh em xem. Bây giờ chúng ta cần phải hồi máu. Một con boss lần nữa thì anh em lại phải nhường cho team khác rồi. Một cái phục ma thạch tấn công cao. Lúc nãy chúng ta đã ăn rồi, bây giờ cái phục ma thạch này sẽ nhường về cho Minh Giáo. Và anh em thấy là boss thủ lĩnh đã bị team khác xử lý rồi anh em ơi. Chúng ta phải ngậm ngùi nhường lại một con boss. Đây là con boss thứ hai chúng ta phải nhường lại cho team khác. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi con boss thủ lĩnh thứ hai xuất hiện. Bớt ra rồi bà con ơi, mở bản đồ lên nào, đó kế bên luôn, không chạy qua bên con boss mà chúng ta di chuyển ngược về một khu vực khác. Như vậy là team chúng ta đã quyết định không ăn boss rồi em ạ, chúng ta sẽ đến ở những giây phút sau hơn để có cơ hội phản công với team đội bạn. Nhiều lúc anh em ăn boss trước mà mình cũng có lợi, đôi lúc cũng bất lợi nha anh em, nói chung là tâm ma này nó hên xui lắm.
Đây, một mình giáo, kéo mình giáo lại nào, lóc lên nào, thất thám luôn em ơi. Mình giáo đã chạy lên rồi. Như vậy là mình giáo đã thoát thành công và chúng ta đã mất tất cả các combo. Và anh em thấy là hiện tại số đời trong bài tập mà chúng ta chỉ còn có 5 đời. Mình giáo đã bị mất 50% máu tại khu vực số 20. Rồi, căng ngân thân đi, căng ngân thân đi. Nguy hiểm rập rình và anh em thấy là có team ăn boss rồi. Đấy, họ đang boss gần sau 1 Nga My anh em ạ. Nga My và mình giáo lọc lên luôn, hai viên đá hồi sinh rồi, mình đã thấy rồi anh em ơi, có ăn được hay không? Minh Giáo đã bị kết thúc, một viên đá hồi sinh đã bị chúng ta nhặt. Minh Giáo có đá hồi sinh, viên hồi sinh thứ hai, ai sẽ là người nhặt? Hình như là Minh Giáo nhặt rồi anh em ạ, tuyệt quá. Một lần nữa Minh Giáo đã nhặt được đá hồi sinh. Chúng ta đã lên được né tránh rồi, rất đen cho Minh Giáo với phát dậm vừa rồi. Rồi, chuẩn bị hồi chiêu lướt, một cái lướt và Minh Giáo đã mất viên đá hồi sinh. Thôi chạy đi anh em ơi, chạy đi. Không lên ngựa được, không lên ngựa được rồi, kèo rất căng. Úi, lướt một cái, đó, lên né liền. Tính ra con boss đó chất lượng như nó, ôi viên máu, rồi, xong luôn. Dương môn đã xử lý, chúng ta mất một viên đá hồi sinh, tiếc quá anh em ạ. Tình huống đó anh em thấy là team mình hơi tham nhặt đá hồi sinh, dẫn đến là đội bạn có cơ hội nhặt trước chúng ta. Rồi, thôi không sao, nói chung là mình vẫn giữ được hai thành viên, đội bạn thì đã mất đi một Nga My, chỉ còn có Minh Giáo. Rồi nha anh em ơi, bây giờ mình sẽ nhặt đồ để chuẩn bị bước về vòng 3 anh em ạ. Đó, kim sáng dược, ẩn thân và Minh Giáo nãy giờ chưa có được bình máu nào luôn, thôi tặng cho Minh Giáo bình máu đi anh em. Không biết là Minh Giáo trong team của mình có nhặt được viên đá hồi sinh nào hay không. Rồi, ở vòng cuối này thì anh em cẩn thận là khu vực nào đóng và khu vực nào mở nha. Ví dụ hiện tại kênh đội, kênh hệ thống đã thông báo là khu vực số 13 chuẩn bị đóng. Thì chúng ta phải né khu vực đó ra. Đây là môn phái gì? Đó là Minh Giáo. Kéo lại. Lóc lên nè, nhảy quý thiên đi bạn ơi. Rồi không kịp nhảy quý thiên luôn. Với một cái phục mà thật tấn công cao đã dùng đam rất mạnh cho Minh Giáo. Như vậy là trong bản đồ này chỉ còn có hai đội, chắc chắn môn phái còn lại đó chính là Dương Môn anh em ạ. Xuất hiện rồi, không phải Dương Môn, đó là Huyền Thủy. Minh Giáo đã co giò chạy, chúng ta chuẩn bị hồi kỹ năng lóc. Huyền Thủy đang thừa thắng xông lên. Mở rương nè, lóc lên nè. Hết thuẫn rồi, đúng rồi, lóc lên, đợi cái thuẫn rất hay. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi. Một trận tâm ma phải nói là cũng khá khó khăn cho nhân vật chính của chúng ta. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.